Không khí hân hoan vô cùng là hân hoan này, chúng con kính cung thỉnh thầy Diệu Âm Tịnh Hải tiếp tục vì hàng phàm phu chúng con mà giảng nói, vì chúng con mà chỉ bày để cho chúng con hiểu thấu, để chúng con hành đúng, để một đời này chúng con cũng có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Câu hỏi chủ đề của buổi hội thảo ngày hôm nay: cụ thể hàng phàm phu tội chướng quá nặng, làm sao được vãng sanh? Và câu trả lời: A. Niệm Phật phải chứng đắc cảnh giới nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh. Như vậy xin hỏi chư vị, câu trả lời này là đúng hay là sai ạ? Sai. Dạ, một lần nữa chúng con xin cung kính cung thỉnh thầy Diệu Âm Tịnh Hải hãy từ bi vì chúng con mà giảng nói. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ngưỡng kính bái bạch chư tôn đức tăng ni quan lòng chứng minh. Nói đến pháp hộ niệm quen quá, và chúng ta từng nói qua rất nhiều lần, nhưng thực sự khi đi vào chi tiết thì rõ ràng hàng phàm phu tội chướng quá nặng, không dễ gì. Muốn vãng sanh thì vãng sanh, muốn ở thì ở, muốn đi thì đi đâu. Kính bạch trên chư tôn phẩm chứng minh cùng với các bà các má, Tịnh Hải con thường hay nói đến là hàng phàm phu tội chướng quá nặng. Thực sự đây là một cái chướng nặng, nó đã có sẵn rồi, thì vốn nó có sẵn đối với tất cả các bà các má và ngay cả Tịnh Hải này. Nhiều người học Phật, có niệm Phật, nhưng mà hình như quá chủ quan rằng là niệm Phật 10 niệm tất sanh, sao thấy dễ dàng quá. Và đâm ra vô cùng chú ăn rằng là ta niệm Phật như vậy thì được vãng sanh. Bạch với chư tôn phẩm, bạch với các bà các má, không phải như vậy đâu. Vì sao vậy? Vì tội chướng quá nặng đang kiểm soát từng người chúng ta trong từng sát na một. Và người phàm phu chúng ta, như Phật nói, tâm chúng ta thì bệnh hoạn, bị nghiệp chướng làm chủ, tâm chúng ta thì vô thường, sáng nóng tối lạnh. Ngày hôm qua trên máy bay Diệu Âm còn khỏe, giờ đây ngồi trước mặt chư thầy còn đang bệnh, có nghĩa là thân của con đang chịu nghiệp khổ, tâm của con thực sự quá vô thường đối với bệnh khổ. Và một người tâm trí cao cơ không ảnh hưởng, nhưng đối với con thì ảnh hưởng vô cùng nặng nề, vô cùng nặng nề. Chính vì thế mà mong tất cả các bà các má hãy nhớ cho phàm phu tội chướng sâu nặng, chúng ta không thể chủ quan rằng là khi đến cái ngày cận kề sẽ bỏ báo thân. Mỗi người chúng ta được quyền muốn đi thì đi, muốn ở thì ở đâu, mà chúng ta nói rằng chúng ta được quyền làm cái nô lệ cho nghiệp chướng hồi nào không ai.
Chính vì thế mà bạch với các ba các má cái pháp hộ niệm này, nó kịp thời nó kéo mình lại, nó không cho chính mình làm nô lệ cho nghiệp chướng nữa, và chúng ta phải tự chủ. Bây giờ chúng ta hỏi tự chủ như thế nào đây? Câu trả lời A, niệm Phật phải chứng đắc cảnh giới nhất tâm bất loạn mới được tự chủ, đúng không chư vị? Sai. Câu này sai. Câu nói câu này sai là tại vì chính tình hãy có con làm không được, nhất tâm bất loạn làm không nổi. Niệm Phật thành khối, bạch với chư thầy là chính tình hãy con làm cũng không nổi. Chính con làm con không nổi thì cũng tin rằng là những người ngồi bên con đây cũng làm không nổi, đúng không chư vị? Đúng. Và từ cái nhóm người nhỏ nhỏ này, chúng ta có thể hối ngay trên đường Zoom này ba Zoom. Xin nói là ba Zoom, có người nào nói là tôi sẽ niệm Phật nhất tâm bất loạn, tự tại ra đi bất cứ lúc nào theo ý của mình. Người nào có giơ tay giùm cho giờ ông coi. Giờ ông chắc tay kéo lại. Như vậy thì bạch với thầy giác hảo. Bạch với thầy chánh đức. Thực ra những chuyện này chúng ta làm không được. Chúng ta làm không được thì cái câu này nhất định là đối với lý đạo thì đúng, mà đối với sự đạo, tức là đối với từng người chúng ta thì sai. Cho nên sai, câu sai này là sai đánh dấu vào người phàm phu đây. Con nói như vậy chắc chư tài thông cảm cho con là con đánh dấu rất mạnh vào cái chữ phàm phu của chúng con đây. Chứ con không dám nói là người thường căn thượng trí làm không được. Chúng ta không được quyền nói là Bồ Tát làm không được. Chúng ta không thể nói chư thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương thì hiện xuống trần này làm không được. Các ngài đều làm được. Tại vì các ngài đã làm được rồi, cho nên các ngài trở về Tây Phương Cực Lạc. Và dẫu cho trước khi các ngài trở về Tây Phương không phải nhất tâm bất loạn, thì bây giờ này các ngài cũng đã nhất tâm bất loạn rồi. Đi về Tây Phương thì nhất định nhất tâm bất loạn. Chính vì thế mà ở tại đây chúng ta chờ cho cái cơ hội niệm Phật nhất tâm bất loạn thì ta là người vô tình thực hiện sai căn cơ của chính mình. Còn khi ta về Tây Phương Cực Lạc rồi, ta trở lại đây, ta nhất tâm bất loạn thì ta thực hiện đúng theo lời Phật dạy. Tại vì chính chư tổ nói nhược đắc kiến chi đà, hà sầu bất khai ngộ. Chính chư tổ đã nói khi trở về Tây Phương Cực Lạc rồi, chư vị ơi, gặp Đức A Di Đà trên đó, ta quỳ xuống, ta quỳ một với chân ngài, ta nói bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Từ Phụ A Di Đà, bao nhiêu đời kiếp ba con hoang đàn, con không về được với ngài, bây giờ con đã về đây rồi, con quỳ dưới cho ngài. Chư vị ơi, bắt đầu từ đó chúng ta không còn lo sợ gì mà không chứng đắc. Chúng ta không còn lo sợ là chúng ta bị hụt lặng trong sanh tử luân hồi nữa. Chúng ta không còn lo sợ bất cứ một cảnh khổ nào đến với chúng ta nữa, mà chúng ta an nhiên tự tại hưởng cảnh vui mừng vô cùng, an dưỡng thanh lương, chúng ta chờ ngày thành Phật. Như vậy xin hỏi chư vị, chư vị có quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc trước rồi mới nhất tâm bất loạn sao không? Chư vị, về Tây Phương Cực Lạc mà không nhất tâm bất loạn do đâu vậy? Do đâu vậy chư vị? Do chính cái tâm hiền tâm lành này ngang các cụ, do chính cái tâm trí thành trí kính ngang các cụ, do chính cái tâm mà tự nhận mình là phàm phu, con phàm phu nặng nề quá rồi, mà con tạo nghiệp chướng nặng nề quá rồi, con bây giờ chỉ lấy cái lòng thành quyết lòng mà nương theo Phật lực gia trì,
mà con còn sợ cái lúc cuối cùng con nương không được nó, con nhờ bạn bè đồng tu bên cạnh con nhắc nhở cho con. Chư vị ơi, đơn giản vô cùng, hộ niệm là như vậy đấy, chứ không phải nói là hộ niệm là để lúc sắp chết rồi kêu người ta tới niệm Phật vài ba câu là được vãng sanh. Đừng bao giờ nghĩ rằng đời này ta niệm Phật thì ta đã quyết vị về Tây Phương rồi, chắc chắn ta được vãng sanh. Không đâu chư vị, nhớ cho quán tâm ta vô thường vô cùng, quán cái thân ta vô cùng bất định, quán cái tội chướng chúng ta vô cùng nặng nề. Như vậy thì chúng ta còn trùng trùng những chướng nặng, chỉ cần một cái lòng thành tin tưởng, niệm A Di Đà, biết nghe lời nhau. Chư vị ơi, nhiều người, quá nhiều người rồi đã đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, phải không chư vị? Rõ ràng thấy cái pháp hộ niệm này nhỏ nhỏ mà lại vi diệu vô cùng. Xin cho thầy một tay đi hết chư vị. Di Đà Phật. Rồi, chúng con xin thành tâm cảm niệm và tri ân công đức của thầy Diệu Âm Tịnh Hải đã hướng dẫn chúng con. Ngày càng chúng con tin tưởng vững vàng hơn và thiết tha nguyện vãng sanh hơn, quyết lòng một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị có đồng ý là như vậy không? Đồng ý. Là quyết lòng. Dạ, thực sự là pháp bổ niệm bất khả tư nghị. Đúng là nhờ có pháp bổ niệm mà hàng phàm phu tội chướng sâu nặng như chúng con mới có cái cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.